Và trên thực tế nữa thì cũng có một số những cái người bệnh, người ta chia sẻ rằng là mặc dù người ta cũng rất là yêu quý bác sĩ đó, không phải là người ta không nghe lời, nhưng mà đôi khi người ta quên mất tiêu các bác sĩ phải dặn gì, hoặc là nhiều khi vì những cái lý do khách quan mà người ta không có đi đến khám bệnh. À, vậy thì trên thực tế, ví dụ như chỗ cô Bích Đào thì có những cái trường hợp nào mà đáng tiếc hay không, mà đến bây giờ cô tiếc rằng là nếu mà người bệnh nghe theo lời bác sĩ đi thì có lẽ là họ sẽ có được một cái sức khỏe tốt hơn và tránh những cái nguy cơ như vậy. Vâng, trong thực tế cuộc sống thì chúng tôi cũng cũng thỉnh thoảng cũng vẫn gặp những trường hợp như vậy. Bởi vì với cái người bệnh nhân đái tháo đường thì chúng tôi bao giờ cũng cũng cố gắng truyền đi cái thông điệp đó là bệnh lý mãn tính. Và vì vậy thì chúng ta và hoàn toàn chúng ta có thể điều trị tốt, bệnh nhân hoàn toàn có thể sống khỏe được. Đây là những cái thông điệp và chúng tôi dùng rất nhiều các cái biện pháp để cái thông điệp đó được cụ thể hóa để làm sao mà nó trở thành một cái hiện thực, là cái việc chúng ta đạt được cái kết quả kiểm soát đường huyết tốt, ngăn chặn được các biến chứng hoặc là làm chậm các biến chứng xảy ra. Tuy nhiên ấy, thì nó có một cái vấn đề, đó là mặc dù chúng tôi nghĩ rằng là mình đã nói rất là nhiều, thế nhưng không phải là tất cả những cái vấn đề chúng ta truyền tải nó đều mang lại một cái hiệu quả. Bởi vì nó còn có một cái vấn đề nữa là cái người bệnh nhân với cái mong muốn là chúng ta chữa khỏi bệnh. Vì vậy thì bất kỳ một cái ai đó nói rằng một cái câu khẳng định hơn chúng tôi đó là chữa khỏi thì lập tức là người ta sẽ thử, và tiếc rằng là do cái quá trình thử với những cái phương pháp điều trị không chính thống thì nó sẽ làm cho cái người bệnh nhân không kiểm soát được đường huyết tốt, và có thể sử dụng những cái loại thuốc mà nó có làm ổn định đường huyết nhưng mà lại mang lại những cái biến chứng. Và các cái thuốc đó hiện tại đã được bị cấm trên toàn thế giới từ rất nhiều năm rồi, nhưng mà bệnh nhân của chúng ta vì uống vào thấy đường huyết tốt mà không biết được là nó chỉ có giảm đường nhưng mà nó lại mang rất nhiều các biến chứng. Và vì vậy thì sau đó thì bệnh nhân bị các cái biến chứng, ví dụ như là bệnh nhân uống một số các cái loại thuốc không rõ nguồn gốc, và các thuốc đó thì nó trộn các cái loại thuốc tây mà đã bị cấm trên toàn thế giới. Và khi bệnh nhân uống vào thì lập tức là đường thì xuống thấp, nhưng bệnh nhân lại nhiễm toan seton, nhiễm axit lactic vân vân, và bệnh nhân nhập viện vì những cái tình trạng hôn mê đó sau một thời gian uống thấy là có vẻ như đường huyết ổn. Thì các bạn biết đó, khi mà chúng tôi chọn các giải pháp điều trị cho bệnh nhân thì chúng tôi bao giờ cũng làm một cái bộ xét nghiệm để đánh giá toàn diện, và dựa trên cái bộ xét nghiệm đó chúng tôi mới chọn được cái loại thuốc phù hợp cho cái người bệnh. Và chúng tôi sẽ phải theo dõi liên tục cho cái người bệnh nhân xem thử là sẽ ổn định được đường huyết cho bệnh nhân hay không, giảm được các yếu tố nguy cơ, các cái biến chứng cho bệnh nhân hay không. Còn các thứ thuốc mà không được sử dụng thì nó có hiệu quả giảm đường nhưng nó lại làm gia tăng các cái biến chứng. Bởi vì vậy là các thuốc đấy bị loại khỏi thị trường rất là nhiều. Thì nhân đây chúng tôi cũng muốn khuyến cáo với người bệnh nhân là hãy tin tưởng vào cái người bác sĩ của mình và tuân thủ các cái hướng dẫn của bác sĩ, không nên nghe những cái lời mách bảo hoặc là những cái lời hứa hẹn mà không có một cái bằng chứng cụ thể nào cả. Và vì vậy thì mang đến những cái hậu quả rất là đáng tiếc, chẳng hạn như là nhiễm axit lactic và bệnh nhân cuối cùng là tử vong. Bệnh nhân có thể không kiểm soát đường huyết tốt trong một giai đoạn nào đó, và cuối cùng bệnh nhân bị nhiễm các cái bệnh, chẳng hạn như bệnh nhân bị lao phổi. Tôi có những cái bệnh nhân sau khi không kiểm soát tốt đường huyết vài năm thì bệnh nhân dẫn tới một cái biến chứng thận là suy thận, bệnh nhân bị mù mắt do các biến chứng ở mắt gây ra. Và chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng là chúng ta không có được những cái thông tin nhiều hơn nữa để cho bệnh nhân ý thức được cái việc mà tầm quan trọng của việc kiểm soát các bệnh lý mãn tính chẳng hạn như là đái tháo đường.